hình thành và phát triển Hiệp hội Tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017-2022. Vào tháng 8 năm 2017, ông Lê Thành Trung, người đứng đầu tổ chức cùng ban chấp hành là 44 công ty chuyên ngành camera quan sát đã sáng lập ra Hiệp hội Tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài xin giấy phép, vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, với quyết định thành lập của Liên đoàn Quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra đời, đánh dấu một cột mốc mới, một sân chơi thể thao cho những doanh nghiệp trong ngành camera quan sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích rèn luyện thể thao sức khỏe trên tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi, hội ngày càng thu hút nhiều anh em tham gia. Tuy thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, anh em đại đa số chưa biết đến môn tennis, nhưng sau một thời gian ngắn, môn thể thao này đã gắn liền với anh em hàng ngày. Hiệp hội cũng đã tạo được những thành quả đáng kể thông qua các chương trình sự kiện kết nối giao lưu. Khởi đầu là giải tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2017. Năm hình thành và phát triển, vào năm 2018, hội đã có những bước tiến mạnh mẽ. Các giải tennis được tổ chức thường xuyên mỗi quý một lần. Điển hình là vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, giải tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần 2 được tổ chức với quy mô lớn cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ lớn trong ngành. Nối sự phát triển, vào ngày 7 tháng 12 năm 2019, hội đã có bước đột phá khi tổ chức thành công giải tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng toàn quốc lần 3 với sự quy tụ của hơn 128 vận động viên trong ngành đến từ Bắc Trung Nam tham dự. Giải đấu lần này được tổ chức quy mô lớn với sự tài trợ của các hãng và các công ty thành viên trong hội. Năm 2020, mưa lũ trên diện rộng xảy ra tại khu vực miền Trung, làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người mất nhà cửa. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Hiệp hội CCTV Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành họp và quyết định tổ chức giải tennis từ thiện mở rộng, chung tay hướng về miền Trung. Qua sự kiện, Hiệp hội cùng các hãng camera quan sát Mạnh Thường Quân đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng để gửi đến bà con đồng bào miền Trung bị thiên tai từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thế nhưng hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là ổ dịch lớn nhất cả nước với trên 8.000 ca mắc COVID-19. Toàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cơn bão nào rồi cũng đi qua. Năm 2022 chào đón sự trở lại mạnh mẽ của giải tennis CCTV Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng toàn quốc lần 5 2022. Quy tụ 150 vận động viên chuyên ngành camera quan sát từ khắp mọi miền đất nước. Đây là giải tennis quy mô lớn nhất lịch sử ngành camera quan sát từ trước đến nay. Chúng tôi hy vọng sân chơi tennis CCTV Việt Nam ngày một phát triển hơn nữa. Sức khỏe là vàng, lao động là vinh quang. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe về sự hình thành và phát triển của Hiệp hội chúng tôi. Kính chúc quý vị cùng gia đình và công ty sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống.